Alo anh em ơi, xe mới đổi nha anh em. Xe mới đổi anh em, hai xe nha. Chiếc full LED này với chiếc dây nút này luôn. Mới xong rồi sáng nay nha anh em. Chiếc dây nút này đi có 12.000 nha anh em. Xe còn rất là mới luôn nha anh em. Mới lắm. Máy dịp ru hay màu xám nhám đẹp hay khẩu khoát mắt hay nha anh em ha. Xe này mới ba mấy triệu vẫn giữ nguyên nha anh em. Cốt chưa mở nè, chưa rửa luôn, lên gieo luôn cho anh em đi nóng nè, anh em cho bảy màu nè, thấy chưa, quá mới luôn em, đời 27 thấy chưa, còn rất là mới luôn nha nè, không có gì để quay hết đó. Xe này phép bán giá 20 chẳng nha nè, xe còn đẹp lắm, máy chạy bao nhẹ luôn ha, cốp trước cốp sau chưa mở nè ha, ổ xe mắc khay nên nhớ nha, còn rẻ nữa là 17 triệu nó có xanh ở dòng đấy. Rồi với chiếc này cái này full led này đời 2018 nha cả nhà, 2018 xe này bị chuột cắn nhâm nhâm ở cái yên nè. Máy móc thì nguyên zin nha, máy im à, chứ có chạy đây, chạy đó ha, chạy chắc có ngã bên đây anh em xíu thôi ha, chứ không có đáng kể gì vậy anh em, ở đằng sau này không có bị gì hết, ngã nhẹ thôi. Xe này đi 14.000 ha, còn mới lắm nha anh em, chút đỉnh đó. Về này về mình lại tiệm này can mình dán viền nữa thôi, à, chút phép làm luôn đi, dán cái viền này cho đẹp, lợp yên luôn, lợp yên màu đen luôn, nhâm nhâm để nước nó vô nè, để nước vô nó hư mút hết ha, rất là lợp yên màu đen với dán cái đó lại. Máy ngon vậy nè, máy cực kỳ màu LED nè. Rồi ha, rất là đẹp anh em, dòm nè, cốt chưa mở ra, máy rất ấm nha anh em ha, hai chiếc anh em ha. Rồi anh em cần xe nào thì liên hệ bên Pháp giùm nha, hai xe mới đổi khách. Rồi xin cảm ơn.